Chào quý anh em, hôm nay Thái Audio tiếp tục có hàng mới để phục vụ anh em mình ha. JBL L55, dòng này ghép đèn hay, sở hữu bass 40, độ nhạy 90 dB và công suất là 35W, trở kháng 8 ohm. Đây anh em này, đây trở kháng 8 ohm, sản xuất ở Los Angeles, USA. Và cái củ loa của JBL thì không bao giờ làm cho mình thất vọng, nó đẹp. Nó đẹp mà những cái nước sơn sần này, nó cơ khí, nó chắc chắn. Nhìn cái củ là yêu rồi đúng không? Chưa cần nghe âm thanh mà mình nhìn cái củ này là mình đã yêu rồi này. Nhìn nó phê luôn á. Nó làm dày đến như thế này cơ mà. Cái gông nó dày đến như thế này cơ mà. Nhờ. Còn cái màng loa bát thì trắng tinh. Trắng tinh luôn. Nó trắng như thế này anh em. Nhá. Không phải là nó trắng kiểu bạch tuyết đâu. Nếu mà trắng bạch tuyết là không phải nha. Nó phải có cái màu thời gian kiểu như này. Đó. Mấy chục năm rồi làm sao mà nó trắng tinh như bạch tuyết được đúng không? Thì cái màng bên này nó cũng đẹp như cái này luôn. Và cái củ bên này nó cũng đẹp như cái củ này này. Đó. Tại vì đây là mình nhấc ra không được. Mình nhấc ra để mình chụp hình lúc nãy rồi. Nhưng mà bây giờ xem nhấc được không. Nó nặng mà nó vướng. Một mình khó nhấc lắm. Thì đảm bảo với anh em luôn là cái củ này bên trong nó đẹp giống như này luôn. Đó. Hồi nãy mình đã chụp hình đầy đủ rồi. Anh em cần cái là mình gửi qua Zalo cho anh em luôn. Xem cho nó tự tin anh em ha. Còn cái gồng thì đây. Tinh tình tình. Đẹp xuất sắc mì mạn. Nó còn con dấu luôn cơ mà. Nhờ. Con gấu nó còn nguyên như này cơ mà. Nhờ. Quá đẹp luôn đúng không? Ở đây chúng ta có cái nút tinh chỉnh này. Để mình chỉnh theo cái sở thích của mình. Độ phông hơi rất là to. Độ nhạy 90 dB. Anh em ghép đèn rất là hay, khó khè. Trong cái tầm giá khoảng 21 triệu thì đây là đôi loa mà anh em chọn để ghép đèn với cái hàng loa JBL. Rất là tốt và nó mang lại cho anh em cái trải nghiệm âm thanh rất là tuyệt vời. Hình thức cũng rất là đẹp. Thì mình khoe nhanh với anh em như vậy thôi. Xong cái clip này sau đó mình sẽ test âm thanh để anh em thưởng thức. Anh em có nhu cầu về đôi loa này chốt hàng thì cứ alo cho Thái Auto để được tư vấn trao đổi anh em ha. Ngoài ra thì mình còn đầu băng cối, còn rất là nhiều thứ hay ho nữa. Anh em yêu mến kênh của mình, đừng quên cho mình một nút like, đăng ký kênh ủng hộ Thái Auto ha. Một lần nữa chúc đại gia đình mình thật nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.